Thì mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là anh em mình gồm có là đây là vlog 24 giờ. Còn đây các tên thử thách với Bùi Hải Vlog và Khám Phá 61. Với là thì, mẹ các tên thử thách. Với mẹ các tên thử thách. Thì anh em mình nhận được cái thông tin là của Vũ Lưng và Bình Tinh. Thì như là đang ở Pháp. Thì đang ở Pháp là đã tổ chức cho cậu năm lễ 100 ngày rồi tại cái chùa. Đúng rồi. À, hôm qua cậu xuất hiện, cậu em thấy là xuất hiện nguyên một đoàn cải lương luôn á anh. Và có sự xuất hiện của Ngọc Quyên nữa. Mà nghe nói là hôm qua là chị Bình Tinh với Vũ Lưng á là cũng cầu nguyện rất là nhiều tại nghe không có về Việt Nam kịp. Đúng rồi. Để mà tham dự cái ngày 100 ngày của cậu năm. Đó. Nói chung ra là cái ngày 100 ngày là cái ngày trọng đại, mà như là anh Vũ Lưng á với Hồng với Bình Tinh á cũng định về, mà như là về cái địa lý nó hơi xa, mà như là từ ở bên Pháp mình di chuyển về Việt Nam thì cái thời gian là nó cũng không còn kịp. Đúng rồi. Với nên lại, là đành là phải tổ chức ở bên bên Pháp. Với lại bây giờ ông anh, em thấy ngày hôm qua như là thấy chị Ngọc Quyền với lại anh Vũ Lưng với lại chị Bình Tinh thấy hôm qua cũng xúc động lắm. Đúng rồi, nói chung ra là về vấn đề Bình Tinh với Vũ Lưng á là tuy gần như là ít có xuống đây mộ cậu thiệt, như là đôi lúc ở nhà đó thì như là cũng đi xô như là trong lòng một khi mình đã nhận ai làm ba rồi á thì cũng như là coi như là người thân của mình rồi, như là người thân của mình hết hết lòng hết dạ để che chở mình, thì mình cũng phải biết cái điều đó là cái điều chân quý để mình thương và tôn trọng cái người ba quá cố của mình. Đúng rồi anh, hôm qua em thấy trên bàn thờ anh vlog 24 giờ như thông đặng Vinh Quy thấy cái tấm hình ở bên bên Pháp á cũng giống như tấm hình ở ở Việt Nam luôn. Như là cái tấm tấm ảnh là trên mộ cậu đó phải không? Đúng rồi. Đây nè thì tấm ảnh đó có đây nè. Gửi đi cho khán quý quý vị khán giả coi là mặc cái bộ đồ màu đỏ nè. Đó là cậu năm á, y như cái tấm hình ở trên mộ luôn á. Đó. Sao cô em bị chói nắng rồi. Ok, không sao đâu. Ủa mà em thấy anh hình như là anh có thấy phát hiện giờ em thấy là như là bên bển như là chị Bình Tinh cũng đội tang đấy phải á. Có đội tang. Ở đây có luôn nè quý vị. Nói Bình Tinh cũng đã đội tang. Vũ Lưng nữa. Vũ Lưng cũng đội tang nữa. Hình như có một mình Bình Tinh nè, còn Vũ Lưng thì không thấy hả? Vũ Lưng thì không thấy đội, chỉ có mình Bình Tinh thôi. Nhưng mà tại vì nói chung ra là cũng một trăm ngày là cũng quan trọng của cậu. Thì hôm nay là xin thưa với cô chú anh chị các bạn, thì bây giờ hiện bây giờ anh em mình đang có mặt ở Qua Viên. Thì nói chung ra anh em mình cũng định là đến đó để quay, mà để anh em mình là thông báo với cô chú anh chị các bạn trong nước cũng như ngoài nước, thì những cái thông tin là như là cô chú nào mà cái địa lý hơi xa đó thì không có cập nhật được cái thông tin đó, là xin thông báo là Vũ Lưng và Bình Tinh là đang ở Pháp không có về được. Với lại Ngọc Quyền nữa không có về Việt Nam được để mà giữ được cái ngày lễ 100 ngày của cậu năm. Thì ở đây trước mắt hiện tại thì chỉ thấy là có một mình Hồng Loan với lại Hồng Phượng với Hồng Nhung với Tiểu Linh á, không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt ở Việt Nam thì mình thấy có nhiêu đó thôi. Với lại khán giả có hỏi là ngày 100 ngày của cậu năm Vũ Lưng á là có nghệ sĩ ca sĩ nào đến hay không, thì cái này thì mọi người sẽ theo dõi những video và trực tiếp của anh em cập nhật tại mộ ngay thiểm bây giờ nha mọi người. Hôm qua là chú Ngân Tấn á là có đến mộ cậu. Đến mộ cậu và chia sẻ là chú Ngân Tấn có một bài hát, tức là sáng tác ra một bài hát để mà dành tặng riêng cho cậu năm Vũ Lưng, là cái bài hát có cái tựa đề là 100 ngày gì đó, 100 ngày gì quên rồi, 100 ngày nhớ thương hay gì đó. Hôm qua không có em. Ngày hôm qua em cũng về sớm, mà như là em thấy là chú Ngân Tấn á là chú đốt nhang, rồi đúng như rồi. Là cái khối nhang á chú quạt lên là để cho như là cái linh hồn cậu năm á bay lên được trời. Bay lên trời. Với đó là cái tấm lòng của chú Ngân Tấn rất là chân quý ha. Với lại chú Ngân Tấn á là có đọc cho cậu năm đọc hai bài kinh. Trước mộ của cậu năm đó thì nó nằm ngay á, thì lúc mà đương thời á thì chú Ngân Tấn với lại chú Linh Tâm á, rồi còn một người nữa là chú Chí Linh á, là cũng rất là thân với lại cậu năm. Chí Linh là Chí Linh ca cổ hay là Chí Linh ca nhạc? Chí Linh. Nói chung ra thì hôm qua thì em nghĩ là chắc chị Bình Tinh với anh Vũ Lưng cũng xúc động lắm.
Tại đúng vì rồi. Khi mà ngày trăm ngày của ba mà không về Việt Nam được. Đúng rồi. Đúng rồi. Thật sự nếu anh cũng bản thân mình cũng vậy thôi, đúng không? Đúng rồi, cũng tình thương mến thương. Nói chung á là cái chip cầm ca. Thì bây giờ á là mình đã nhận xô, giống như là mình đã ký một cái hợp đồng rồi. Là mình phải làm cho trọn vẹn cái hợp đồng đó, chứ không có được sơ sót là sẽ bồi thường hợp đồng. Đúng. Cho nên đó là kính mong là quý vị khán giả là cũng thông cảm cho như là Vũ Lưng hay là Bình Tinh, chị Ngọc Quyền, nói chung là nguyên cái tem đang diễn ở bên Pháp ở bên đó. Nói chung là nhiều khán giả hỏi tại sao mà đám của ba có nhiều khán giả, những người lớn tuổi người ta không biết á. Người ta sẽ hỏi, người ta sẽ nói nhiều khi, người ta nói ủa tại sao mà đám của ba nuôi, kêu tiếng ba nuôi mà tại sao không về. Thật sự là cũng muốn về nhưng mà đã nhận show rồi mọi người. Mọi người biết không, khi một cái show ở Việt Nam thôi đã ký hợp đồng rồi thì không bao giờ bỏ được những cái show sự kiện, những cái chùa đình á là không bao giờ được nha. Tại vì ta duy nhất chỉ có một ngày thôi. Đúng rồi. Đúng là rồi. Đặc biệt không bao giờ được một những ngày, những một giờ. Đúng rồi, những cái show mà do mình tổ chức á, mình có thể về được, quản được. Rồi. Giống như đặt đám ma vừa rồi đó, anh Vũ Lưng với lại chị và anh Vũ Lưng với chị Học Quyền á, còn quản được. Nhưng ngược lại Bình Tinh đã ký bao nhiêu tháng trước rồi, cái ngày đó là phải xuất hiện. Đó, cho nên là ngày đó dù khi Bình Tinh sáng về đội tang, chiều là phải đi diễn. Đúng rồi. Chứ chị Bình Tinh đâu có ở suốt được. Thời điểm làm đám tang đó là sáng chị về chị đội tang, tối là chị phải đi diễn. Rồi cũng buồn lắm nhưng mà đặt xô mình đã ký rồi. Tại chùa đình thì khi mà anh đã ký rồi chỉ có duy nhất có một ngày thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không có về được. Còn sự kiện ví dụ mình có thể về được, xô này mình tổ chức á có thể về được. Nói chung ra là cái xô một khi đã ký, ví dụ bữa nay là ngày 25 vào lúc 11 giờ thì mình làm sao mà mình tranh thủ ngày 25 phải có mặt trước cái giờ đó để nhầm phía không? Anh phải kỳ hao là lúc mà kẹt xe hoặc là có sự cố rồi đó. Nói chung á thì ở trong cái hợp đồng là mình hợp đồng quy định sao mình đã ký vô rồi là mình phải làm y chang như cái hợp đồng vậy, mình không được cái vi phạm. Nếu như mà mình vi phạm á là mình phải bồi thường lại. Thì thường thường á bồi thường cái hợp đồng á là hình như là nghe nói là 1:3 thì phải. Đúng rồi. Ví dụ như người ta ký mình 100 triệu đi mà mình nếu mà mình dở kèo là mình phải đền gấp 3 lần. Giống như hôm nay nè mọi người, hôm nay giống như cậu Năm có một duy nhất có ngày có 100 ngày hôm nay thôi. Ví dụ như lỡ một ca sĩ, nghệ sĩ nào ký hợp đồng ở đây bắt buộc là phải có mặt. Đúng tại rồi. Vì chỉ duy nhất tới ngày hôm nay thôi, với một duy nhất thôi, đám ấy mà chỉ có duy nhất thôi, chùa đình cũng vậy. Cho nên là mọi người thông cảm, nhiều khi anh Vũ Lưng với lại chị Bình Tinh, chị Ngọc Quyền nhiều khi cũng muốn về Việt Nam lắm, nhưng mà do mà dạ đã ký hợp đồng trước đó rồi, đi nước ngoài nữa đâu phải là muốn đi là đi đâu. Đúng rồi. Ký hợp đồng visa này nọ đủ thứ hết, đợi ngày đợi tháng là đi, chứ không có được mà bỏ. Thì hôm nay thì anh em mình cũng là 100 ngày của cậu Năm, thì anh em cũng tập trung lại đây để như là làm một cái gì đó để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn xem. Ôi, là trong cái ngày mà 100 ngày của cậu Năm thì cũng như là nghe cũng là có tổ chức 10 mâm là của Hồng Loan, đúng không anh? 20 mâm. 20 mâm. Ôi, là... mọi người ơi, 100 món chay. Mọi người ơi, hình như là mình đang nói chuyện sao con nai nó lại nó chui vô đây mình đó, biết như thế nào đó. Thôi kệ đi, kệ đi. Mình không chọc phá nó thì thôi, nó không có chọc phá mình thôi. Thì như là rồi còn vào buổi chiều thì anh em mình cũng là quyên góp những anh em YouTube là đang hành nghề trong ngộ cậu, thì anh em mình cũng là bỏ ra một người số tiền để mua con heo để cúng cậu vào buổi chiều ha. Không, hai con hả? Một con ở trên nhà, con ở dưới đây. Không, trên nhà thì có nhiều khán giả người ta nói là trên nhà để trên nhà ta lo. Nhiều khi mình gửi xuống dưới là người ta nghi ngờ này nọ nữa, đúng không? Tại đúng vì rồi. Bây giờ ở dưới nó cũng đang lộn xộn, cũng đang xào xáo lộn xộn gì đó. Cho nên đó là có nhiều ý kiến khán giả là không nên đó là mua heo gửi xuống nhà, ở dưới nhà thì để cho người ta lo. Đúng rồi. Mình anh em mình ở trên đây thì mình cứ việc lo ở trên đây đi. Ừ. Thì chiều nay là anh em mình á là hùng lại là chắc anh em YouTube á là hùng lại mua 2 con heo quay để mà cúng tại mộ cậu Năm, mà trước cúng rồi sau là anh em coi như là cũng mời quý khán giả làm một bữa tiệc để chia tay. Đúng rồi, làm một cái bữa tiệc để chia tay. Tại vì á nghe nói á là nghe phong phanh thôi nha quý vị, là bắt đầu sau 100 ngày á là tất cả các cái rạp ở mộ cậu Năm là sẽ dỡ hết, với lại là nói chung là các anh em YouTube á là sẽ hạn chế các anh em YouTube quay lại, tại vì á là quay thì nó quá ồn ào, với lại á là càng quay á thì càng có nhiều cái vấn đề về bên phía gia đình, chẳng hạn như là người này lên như là nói bên Hồng Loan, người thì bên đây, người bên bên kia, rồi bắt đầu cái YouTube quay đưa lên thì nó làm xáo trộn, với lại những cái mê tín nữa.
Nói chung ra là cũng ồn ào quá. Tại vì ở đây thì cũng hạn chế, là anh em nói lại là hạn chế, là hạn chế vô mộ cậu Năm nha. Hạn chế vô mộ cậu Năm Vũ Linh. Đúng rồi. Ngay trực tiếp ngay mộ cậu Năm Vũ Linh, hạn chế. Chứ còn qua viên thì bình thường. Bình thường, ai lúc muốn nào vô thì vô. Nói chung nha, là mình vô đây như là có những người thân mình, hoặc là gì đó, vô đây mình vô mình thắp nhang. Đúng rồi. Mình vô ví dụ như như trong đây, trong qua viên mình thì mình muốn vô mình tham quan cũng được. Ừ, đúng rồi. Thấy không, mình tham quan cái địa hình để mai mốt ví dụ cái hướng là mình ví dụ có người thân đâu á mà mình lấy cốt mình đem về đây rồi này kia. Ừ, cũng rồi. Được. Ừ. Đó chứ không phải là nói là qua viên cấm vô là cấm tất cả mọi người vô. Đúng rồi. Mà là hạn chế ở đây là hạn chế ngay mộ Vũ Linh. Đúng rồi. Tại vì cái đó là nói chung nha cũng ảnh hưởng tới những cái mộ phần của các cô chú nghệ sĩ ở gần đó. Đúng rồi, đúng nên rồi. Là anh em hạn chế vô chỗ đó. Thì nếu mà hạn chế dù gì thì cũng 100 ngày của cậu, mà khi mà dở gặp 3D thì anh em mình thì người nào thì cũng có công việc đó thì cứ về làm công việc. Thì khi nào mà có một cái sự kiện gì đó nó hot hoặc là hay á thì anh em mình sẽ đi ghi nhận thông tin đó gửi đến cho cô chú chị các bạn xem. Chứ giờ là anh em mình sau buổi chia tay này thì mình vlog 24 giờ và các tiên thì anh em mình mỗi một người một việc rồi, đúng không? Đúng rồi, nhưng đúng mà còn rồi. Còn những anh em khác nữa thì hôm ngày nói chung ra là ở mộ cậu cũng tính ra là bữa nay là 100 ngày rồi. Cậu thì anh em mình đã gắn bó nhau là 100 ngày rồi. Hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng rồi. Thì như là anh em nói chung ra một ngày hay là hai ngày cũng là anh em, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nên là bây giờ mình xa nhau thì anh em mình cũng phải buồn, nếu mà anh em mình cứ tập trung là như vậy hoài thì cũng còn nhà cửa mình con cái rồi nữa, công việc nữa. Ừ, công việc nữa, nên là anh em mình hôm nay là cũng làm một cái clip này để trước đó là để có những anh em YouTube của mình, đồng nghiệp của mình, nhằm khi mà đôi lúc ở xa đó không đến được thì như là mình sẵn ba anh em mình làm cái clip để chia tay luôn. Với lại cái thứ hai thông báo của chú là thông báo về chuyện anh Vũ Lưng và chuyện Bình Tinh, với lại máy kia xoáy vậy đâu có bình thường anh, chị Bình Tinh với lại Ngọc Quyền là đang lưu diễn ở Pháp nha mọi người. Và chắc video cũng dài, hơi khá dài ha. Thôi kết thúc video ha. Mình ngưng đi. Tức là chỉ thông báo đến quý vị khán giả là Vũ Luân với lại Bình Tinh với lại chị Ngọc Quyên là không về được. Đó. Là đang ở kẹt show ở Pháp. Kẹt show ở mà Pháp. Dù gì cũng có phải tổ chức cho cậu Năm. Như là ở bên đó rồi. Đúng rồi. Ừ. Tổ chức trước rồi, hôm nay rồi. Ừ. Có đội tang rồi này kia đã tổ chức xong hết rồi. Đúng rồi. Rồi thôi giờ thì cái thời lượng video cũng đã dài. Thì thôi anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt. Chào mọi người nha. Chào cô chú chị các bạn.